cả nhà, nên luôn học với đau thôi nha. Trước giờ mình bỏ xe dừa trước dưới cái lỗ này nha, lỗ dĩ nè, lớp lớp xe dừa. Xong giờ mình xé một dao ra, trồng mũi dao đây là cái thắt sắp tư nha nha, thắt cái đầu xong từ từ này có tầm có 7 ngày là nó ngang dĩ chơi nha cả nhà. 7 ngày là lên thì một lỗ mở học. Nhận cho nhẹ nhẹ xuống dưới chút thôi nha, để vẫn nữa không. Bịch này tầm tầm có 101 rồi đó nha, mặc với đâu bịch này mua ở đây thì giá 35 ngàn bịch. Dĩ này của mình được cỡ khoảng 2,5 hộp nha cả nhà. Dĩ này mình đưa cho được 2,5 hộp. Thì tầm cỡ 6-7 ngày nó lên đây cái nhà. Dưa này là xe dừa để có đồ ẩn nha nha. Sáng thì nước xuyên đem một cái nắng dừa lên vô. Xé thêm bịch nữa nha, bịch này có 101. Mình học xong cái mình gãy xương lên lớp xe dừa nha cả nhà. Dừa thì mình nhúng nước cho nó ướt ẩm ẩm vậy nha, rồi mình chà lên lớp mỏng nữa. Gieo ương gì có 6 cái ngày nó lên luôn đó nha. Sáng tứ tứ xương cái rồi ra mình để ngoài nắng cho có đồ ẩm. Vậy mình trồng cây kết thúc video nha, chúc cả nhà nhiều sức khỏe nha.